chia đất. Cha mất để lại đất đai cho anh em chúng ta. Chú chưa vướng bận vợ con, nên anh đặc biệt giao cho chú trách nhiệm khai khẩn mảnh đất hoang này. Mảnh đất này thì làm được gì nhỉ? Đất cứng như đá, lại nứt nẻ khô hạn nữa anh ạ. À, thấy mới cần đến sức trẻ của em. Thế nha chú em. Anh nghĩ nó có làm được mà ăn ở cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi kia không? Khéo lại chết đói. Thần ngày nãy lo, chú với tôi cứ lo cài cấy mấy cái đám hoa màu của mình đi đã. Đúng rồi, ai bảo nó ngốc chứ. Không sao, mình thanh niên khỏe mạnh, có gì mà không làm được. Mình phải tưới nhiều nước hơn nữa mới được. Hồ nước sắp cạn rồi mà mảnh đất vẫn khô cằn quá. Như nước đổ lá khoai vậy, tưới hoài tưới mãi mà chẳng thấy thấm vào đất gì cả. Mình phải cố gắng hơn mới được. Mình phải làm sao đây? Chàng trai trẻ, tại sao con khóc? Bà Tiên ơi, ba mẹ con mất đi, hai anh con chia cho con mảnh đất này để cày cấy. Nhưng mảnh đất này khô cằn quá bà Tiên ơi. Chắc con phải bỏ nó mà đi chỗ khác kiếm sống thôi. Ta nói cho con biết, mảnh đất này ấp ủ mầm giống của một loài hoa vô cùng quý giá. Con hãy chăm sóc nó, rồi sẽ được đất trời đền đáp. Ôi, thật như vậy hay sao? Vâng, con xin nghe lời bà. Hoa gì mà lạ quá, đẹp thanh tao và thơm ngào ngạt. Chắc là hoa quý lắm đây. Cậu bán cho chúng tôi đi, giá bao nhiêu chúng tôi cũng mua. Trời, giá nào cũng mua ư? Biết thế mình cứ nhận mảnh đất ấy, giờ thì giàu to rồi. Nhớ ơn bà Tiên ở hồ nước, người em út đặt tên cho loài hoa mọc lên từ mảnh đất khô cằn ấy là hoa Thủy Tiên. Câu chuyện hoa Thủy Tiên như một lời nhắn nhủ rằng, hãy cứ chăm chỉ làm việc, tài lộc sung túc sẽ đến với bạn. Mẹ vợ, con rể. Bà cho con ăn nha. Mẹ ạ, mẹ con vẫn ốm lắm. Đợt này bà yếu quá, chắc khó lên thăm cháu được. Có gì mẹ đỡ đần bọn con một thời gian mẹ nhé. Mẹ biết rồi, anh không phải nói nhiều. Đi làm gì mà đến tận giờ này mới về? Hôm nay con có gặp khách hàng nên về hơi muộn. Mẹ và nhà con ăn cơm chưa ạ? Mấy giờ rồi mà giờ này còn chưa ăn? Vợ anh ở cử mà đợi anh đến giờ thì có mà chết đói à? Vợ đẻ thì mình phải chịu khó vất vả chút con à. Mẹ có giúp cũng chỉ là phụ thôi. Quan trọng vẫn là anh. Đừng để cho vợ nó tủi thân. Dạ. Vợ anh mới đẻ, còn chưa hết cử đâu đấy. Nào nào, cô Bin của mẹ ăn ngoan nào. Thật chả ra làm sao. Mày sao đấy hả con? Mệt hả? Vâng, hôm nay con hơi mệt. Đây, mày cứ ôm đồm cho lắm việc vào, rồi ốm ra đấy thì khổ. Ôm đồm gì cơ mẹ? Việc cơ quan làm sao con đừng được? Là mẹ nói chung chung. Đi làm đã mệt, về nhà mày phải biết chỉ cho chồng làm đỡ việc,
mày cứ chiều nó quá rồi á, sinh hư. Tưởng mẹ nói gì, mấy việc cỏn con ấy con làm tí xong, để anh ấy làm con lại phải làm lại, mệt hơn nữa mẹ. Mày cứ nghĩ thế nên chỉ khổ thôi con à, là mẹ chỉ muốn tốt cho mày. Mẹ đang ở đây á, giúp mày, chứ mẹ về, một mình mày chỉ khổ thôi con à. Bà thông gia thì già yếu, còn trông cậy được gì. Mà nó thì không biết điều, toàn về muộn. Chắc toàn trốn việc nhà để bù khú nhậu nhẹt thì có. Mẹ thì anh ấy có việc của anh ấy. Vâng, chị không phải bên. Thấy chị suốt ngày quay cuồng với mọi việc, chị không thấy xót mình, nhưng tôi xót. Mẹ mình tuy nói hơi quá, nhưng cũng không phải có điều không đúng. Anh ấy suốt ngày về muộn, chẳng giúp đỡ vợ được gì. Ôi bà đây, bà đây, bà thương, bà thương nào. Cháu làm sao đấy mẹ? Thấy nước sôi, mẹ đang đứng lên tắt bếp, quay lại đã thấy nó ngã rồi, chỉ bị sưng tí ở đầu. Ừ, cháu bà ngoan, bà xức dầu cho con là hết đau ngay nha. Để con đi lấy dầu. Mẹ ơi, con mới về. Ừ, ba bé nào, hôm nay con ở nhà có ngoan không? Hôm nay con bị ngã à em? Vâng, lúc sáng sơ ý, chắc con lên cái bàn nên bị ngã nhào xuống nền nhà. May quá, không bị sao, chỉ sưng u tí thôi. Sao mẹ em bất cẩn thế, ở nhà chăm con mà cũng không xong. Anh ở nhà một ngày vừa trông con vừa làm việc nhà thử xem như thế nào. Thôi, để tôi về, anh chị tự đi mà trông nom thằng bé cho an toàn. Ừ, con xin lỗi mẹ, con không có ý nói mẹ. Nói ai cũng thế thôi, anh tưởng trông trẻ con mà dễ à, anh cứ thử làm rồi biết. Mẹ, sao mẹ nghĩ thế? Chị nghe chồng chị nói rồi đấy. Anh xin lỗi, chỉ vì xót con quá nên anh lỡ miệng, chứ anh... Sao em lại từ chuyện nọ xiên sang chuyện kia vậy? Đang nói chuyện hôm nay cơ mà. Nhân tiện nói luôn, chẳng qua cũng vì bức xúc với anh từ lâu rồi nên mẹ mới thế. Em tưởng anh không biết à? Mẹ có thành kiến với anh. Anh biết thời kỳ có con nhỏ, vợ chồng như mình sẽ vấp váp và vất vả nhiều. Em cũng căng thẳng. Anh... Đấy cũng là do một phần ở anh. Anh yên tâm, mẹ xót con cái nên mới thế thôi. Anh biết là vậy, anh biết mẹ xót con cái. Nhưng nếu mẹ không thông cảm thì vợ chồng mình cũng sẽ không yên ổn. Rồi cứ suốt ngày căng thẳng thế này, còn tâm trí nào mà lo làm ăn. Anh tưởng em dễ thở lắm hả? Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Đi làm đã áp lực công việc, về nhà mẹ và chồng không yên ổn, chỉ khổ người ở giữa như em thôi à. Anh hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Chốc nữa anh sẽ ra xin lỗi mẹ. Tại anh nên mẹ nóng giận tự ái, chứ mẹ vốn ruột để ngoài da. Anh biết tính mẹ rồi còn gì, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Để chúng nó khổ tâm thế này, có lẽ một phần cũng là do mình. Xét cho cùng, tại mình xét con rể quá. Mình làm mẹ, làm bà mà sống thiếu bao dung, từ nay phải khác thôi. Hiệp sĩ. Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ làm hiệp sĩ cưỡi ngựa đi cứu công chúa. Ngốc quá, hiệp sĩ chỉ có trong truyện cổ thôi, thời này làm gì còn hiệp sĩ. Thật hả mẹ? Hành động hầu hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à. Pony này, không ngờ có ngày tớ được làm hiệp sĩ thật rồi. Tốt, cắt. Hôm nay quay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho ngày mai. Hugo, cậu chăm sóc Pony thật tốt vào. Mai là ngày quay cuối, tôi không muốn có sai sót nào đâu đấy. Hugo, để tớ cho Pony ăn được không? Tớ tự làm được, cảm ơn cậu. Cậu ấy sao thế nhỉ?
ai đấy? Hugo, cậu đang làm gì đấy? Cậu định đưa Bonnie đi đâu? Em trai của cậu muốn làm hiệp sĩ sao? Tớ cũng từng thế đấy. Ừ, Sam mê mẩn hiệp sĩ trong mấy cuốn truyện cổ. Lúc nào nó cũng lải nhải, muốn làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua những đồng cỏ. Nó ốm yếu từ nhỏ, chẳng biết còn chịu đựng được bao lâu nữa. Tớ muốn cho nó được làm hiệp sĩ một lần. Ngày mai quay xong, người ta sẽ đưa Bonnie đi. Tớ không còn cơ hội nữa. Cậu để tớ đi nha. Ôi Hugo, tớ biết cậu rất thương em, nhưng nếu cậu đưa Bonnie đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của đoàn làm phim. Mà cậu cũng biết chậm tiến độ một ngày thì sẽ thiệt hại thế nào rồi đấy. Tớ không cần biết, tớ chỉ biết là em tớ muốn làm hiệp sĩ và tớ đã hứa sẽ mang một con ngựa về cho nó. Thế thôi. Nhưng mà Hugo lén lút đưa Bonnie đi trong đêm thế này không đúng với tinh thần hiệp sĩ. Cậu thì biết gì về tinh thần hiệp sĩ? Cậu chỉ là một diễn viên đóng vai hiệp sĩ thôi. Thời đại này làm gì có hiệp sĩ nữa. Tất cả đều hoang đường. Hoang đường như giấc mơ của em tớ vậy. Nhưng ít nhất tớ cũng sẽ cho thằng nhóc biết cảm giác được cưỡi con ngựa băng qua đồng cỏ như thế nào. Hugo, Hugo. Hành động hào hiệp, xử thế lịch sự và tấm lòng sẵn sàng tha thứ, đó là tinh thần hiệp sĩ. Tinh thần ấy sẽ tồn tại chừng nào còn có người sẵn sàng quên đi bản thân để mang lại niềm vui cho người khác con à. Đạo diễn, anh muốn làm hiệp sĩ hay làm quái vật? Ôi, anh Hugo, đúng là một con ngựa thật sự. Thì anh đã hứa sẽ cho em làm hiệp sĩ cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ mà. Anh có nói dối em bao giờ đâu. Các chú ngựa này, hiệp sĩ Sam sẽ lên đường đi giải cứu công chúa. Cơ mà, không biết quái vật có đáng sợ không anh Hugo nhỉ? Quái vật ấy hả? Bao giờ hiệp sĩ sẽ đi cứu công chúa hả anh? Xin chào hiệp sĩ Sam, tôi là sứ giả của vua xứ mặt trời. Đức vua có lời nhờ hiệp sĩ đi cứu công chúa đã bị quái vật bắt đi. Đây là thư của đức vua, chúng tôi gửi tới ngài. Thư của nhà vua gửi cho em sao? James, sao đừng ngạc nhiên thế chứ, còn nhiều chuyện hay lắm, cậu chờ mà xem nhé. G-U-I-Ui hỏi gửi, S-A-M-A-M, S-A-M-S-A-M. Ơi, anh Hugo ơi, thư gửi cho em thật nè. Thưa hiệp sĩ, đây là bộ giáp sắt và thanh kiếm báo đức vua tặng ngài. Nếu ngài có thể lên đường ngay thì tốt quá. Công chúa chắc đang rất mong ngài đến giải cứu. Em sẽ đi ngay. Hiệp sĩ, hãy coi chừng ta. Muốn cứu công chúa thì phải bước qua xác ta đã. Quái vật kia, có hiệp sĩ Sam ở đây. Người sẽ thua chạy te tua cho mà xem. Hiệp sĩ Sam, hãy cho quái vật biết sức mạnh của thanh kiếm báu đi. Quái vật, hãy xem đây. Đỉnh quá, thanh kiếm có phép thuật cơ đấy. Ta xin thua, ta xin thua. Đáng đời quái vật, giờ chúng ta đến lâu đài đón công chúa về thôi. Trời ơi, có ai tin nổi không? Một đạo diễn nổi tiếng như tôi mà có ngày đi đóng quái vật. Còn một chuyên gia khói lửa như tôi thì thành thế này đây. Nhưng mà vui đúng không? Đúng thế. Cảm ơn chàng hiệp sĩ dũng cảm đã đến giải cứu tớ. Anh Hugo ơi, em là hiệp sĩ thật rồi. Ừ, em là hiệp sĩ thật rồi. Cảm ơn cậu James. Thằng bé chơi mệt quá nên ngủ ngon chưa kìa. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy Sam vui đến thế. Xin lỗi đạo diễn và các anh. Em đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Em xin đền bù toàn bộ thiệt hại. Nhưng có thể để em trả dần được không ạ? Vì viện phí của Sam... Hugo, việc ấy cậu cứ để tớ lo. Không được đâu, tớ không thể nhận thêm lòng tốt của cậu nữa. Không, Hugo, tớ mới là người được nhận. Chưa bao giờ tớ thấy tâm hồn mình rộng mở và ngập tràn hạnh phúc như thế này. Cậu biết không, nếu ai đó ấp ủ giấc mơ về sự kỳ diệu mà ta có thể tạo ra điều ấy, thì khi đó cả hai bên đều cảm nhận được hạnh phúc. Không còn ai là người đi cho nữa. Tất cả đều là người được nhận. Vậy thì các cậu hãy để chúng tôi được nhận niềm vui làm hiệp sĩ cùng với chứ. Tôi cái ý này, tất cả niềm vui hôm nay chúng ta cùng nhận, và tất cả thiệt hại các kiểu chúng ta cùng chia. Đồng ý, đồng ý.
Cảm ơn. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hôm nay tất cả chúng ta đều là hiệp sĩ, phải không sao? Thầy pháp chữa bệnh. Ôi con tôi, chúng ta phải làm sao bây giờ đi? Phải bình tĩnh mình ạ. Chúng ta kiếm thầy lang khác chữa cho con. Mình yên tâm, kiểu gì con cũng sẽ khỏe lại thôi. Cô chú Tư có nhà không đấy? Bác ba đến ạ. Tôi mang ít gạo sang cho cô nấu cháo cho thằng bé. Cảm ơn bác, lúc nào cũng giúp đỡ nhà em. Ơn hợi gì, cô chú khách sáo quá. Mà thằng bé thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác ạ, vợ chồng em cũng lo lắm. Tôi bảo này, thằng bé bị bệnh đã chữa mấy nơi rồi mà không khỏi, có khi là bệnh âm cũng nên. Bệnh âm ấy ạ? Thì chữa mãi còn gì. Bệnh âm là không thể chữa khỏi bằng thuốc được đâu. Nghe nói ở làng Bùn có một thầy pháp cao tay lắm, đoán được vận mệnh, thấy rõ tương lai, còn chữa được cả bệnh nữa đấy. Thầy bảo nhiều người theo chữa bệnh khỏi lắm. Nghe lời tôi, cô chú thử tới đó một lần xem sao, biết đâu đúng bệnh lại chữa khỏi. Vâng, để nhà em suy nghĩ thêm đã. Chắc cũng phải vậy thôi. Ừ, nếu đồng ý thì báo tôi dẫn đi. Thế nha, tôi phải về cái đã. Vâng, cảm ơn bác. Mình định nhờ thầy pháp chữa cho con thật sao? Thì cũng phải thử xem. Chúng ta đã đi 3-4 thầy lang rồi mà có ăn thua gì đâu. Bệnh của thằng bé chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn nữa. Nhưng cũng không thể tin vào thầy pháp được. Đấy là mê tín. Chẳng ai có thể nhìn thấy trước tương lai, có thể trị được bệnh nhờ thần linh hay ma quỷ gì đâu. Vậy thì mình biết phải làm thế nào? Thì phải tin. Chứ tin gì mấy ông thầy pháp. Nhưng em lại không thể để cho con phải chịu bệnh thế được. Cứ kệ em. Ôm ba la, ba la, ba la. Ôm ba la, ba la, ba la. May mà hôm nay không đông lắm, chứ mọi khi người đứng ngoài sân đợi chật ních. Nghe nói trước kia nhà ông Phú Đại mất hộp trang sức, mà thầy chỉ nhìn qua gương là tìm lại được, lại còn cứu được cả người tắc thở sống dậy cơ đấy. Giỏi lắm. Thế cơ ạ? Người tiếp theo. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Người phụ nữ này đang cảm thấy rất phiền não phải không? Đấy, ông ấy nhìn qua đã biết ngay rồi. Khoan nhìn, ta đã thấy rồi. Người vốn thuộc dòng dõi con nhà đế vương, đại phúc đại lộc, nhưng chẳng may kiếp trước phạm sai lầm, nên kiếp này bị phạt phải chịu khổ. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Xin thầy hãy giúp cô ấy, cứu cháu nó đang bị bệnh nặng lắm mà. Biết rồi, không phải nói. Thầy cũng thấy cả, cơ mà đừng lo. Dù là khổ, nhưng nếu biết cách thì sẽ phục hồi lại được phúc lộc của nhà chị. Chỉ cần làm một cái lễ ta kêu cho, thì con chị sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vâng, xin thầy giúp con, thế nào con cũng xin theo ạ. Gặp được tôi thì nhà chị cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ làm lễ luôn cho nhà chị. Tiền lễ là 2.000. 2.000 cơ ạ? Nhưng em lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tôi sẽ cho cô vay. Bây giờ thằng bé là trên hết, phải chữa bệnh cho nó. Vâng ạ, đành phải thế vậy. Có cháy, bếp nhà thầy bị cháy rồi. Cái gì? Cháy ư? Ủa, có cháy ở đâu cơ chứ? Cháy ở đâu hả thầy? Có sao không ạ? May quá, không sao cả. Ai, kẻ nào bảo nhà ta bị cháy thế không biết. Thật là độc mồm độc miệng. Thầy bảo nhìn là biết hết cơ mà. Là tôi bảo đó. Sao anh ấy lại tới đây? Người thật to gan, dám đùa cợt với thần thánh hả? Tôi nào có ý đó, chỉ là tôi có một thắc mắc. Ông tự nhận là thầy pháp, nhà tiên tri đoán trước tương lai vận mệnh, nhìn rõ mọi việc, vậy mà lại không biết nhà của mình có bị cháy hay không. Ngươi! Ừ nhỉ, mà thầy bảo chuyện gì cũng biết cơ mà. Đúng là lão rồi, bắt lấy lão ta. Tại sao lại bắt ta? Thả ta ra! Lần này thì khổ cho lão rồi. Dám giở trò lừa đảo, mê tín dị đoan, bao nhiêu người đâm đơn kiện ngươi rồi. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại ở đây?
Tại tôi nói mà mình không nghe, nên tôi đành phải làm cách này. Ông ta bị bắt vì vừa bị nhiều người kiện vì tội lừa đảo đấy. Rõ ràng ông ta chẳng có tài cán gì, dùng thánh thần để lừa gạt mọi người thôi. Tí nữa thì mất tiền, thật là may quá đi. Vậy con chúng ta thì sao? Anh vừa tìm được một thầy lang giỏi lắm. Ông ấy hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con, nếu không sẽ không lấy tiền. Bệnh phải chữa bằng thuốc, chứ không thể chữa bằng mê tín dị đoan được mình à. Có lẽ chú ấy nói cũng phải đấy. Chỉ vì lo lắng mà suýt chút nữa thì tiền mất tật mang rồi. Chúng ta mau đưa thằng bé đến thầy lang đi. Vâng, mình về thôi. Nhà thơ độc nhất của Vương quốc Dagestan. Ngày xưa, ở Vương quốc Dagestan có một ông vua nổi tiếng bạo ngược và tàn nhẫn. Nhanh lên nữa đi. Dưới triều đại mà ông ta cai trị, nhân dân hết sức lầm than. Nhưng lạ thay, nhân dân càng lầm than bao nhiêu thì tên vua hung ác lại càng hả hê bấy nhiêu. Có lẽ phải đến khi nào tên vua này chết đi chúng ta mới thôi khổ cực. Chẳng lẽ trên đời này không ai vạch trần được tội ác của hắn hay sao? Hay thật nực cười, rõ là một con quỷ dữ, chứ đâu có phải là vua một nước đâu chứ. Dám chậm trễ hả? Muốn sống nữa không? Một người trên ngôi cao, chuyên hạ hiếp nhân dân. Cái gì đấy? Các ngươi vừa đọc gì? Đọc lại ta nghe lần nữa xem sao. Ôi, bài này chúng cháu ai cũng thuộc nha, vậy mà ông lại không thuộc ư? Một người trên ngôi cao, chuyên hạ hiếp nhân dân. Là kẻ nào? Kẻ nào đã sáng tác cái bài thơ quái quỷ này? Ngay lập tức tìm cho ra kẻ nào đã sáng tác bài thơ này cho ta. Theo lệnh vua, lính cận vệ cũng như các quan đại thần ra sức sục sạo khắp nơi. Vậy mà họ cũng không thể nào tìm ra người sáng tác bài thơ ấy. Đúng là một lũ ăn hại. Có mỗi cái việc còn còn đó mà các ngươi làm cũng không xong ư. Xin đức vua tha mạng, xin đức vua tha mạng. Cho bắt tất cả những nhà thơ trên cái đất nước này lại cho ta. Ta sẽ đích thân tìm cho ra kẻ nào đã sáng tác bài thơ này. Ồ vâng, thưa đức vua, thần sẽ lập tức làm ngay. Và ngay sau khi mệnh lệnh được ban xuống, tất cả các nhà thơ đã lập tức bị bắt vào trong thành và bị tống giam. Lần lượt từng người một, các ngươi hãy đọc tất cả các bài thơ mà các ngươi đã sáng tác ra đây cho ta. Chúng thần sẽ tuân lệnh đức vua. Các nhà thơ lần lượt đọc lên những bài ca ngợi trí tuệ sáng láng, trái tim nhân hậu, sức mạnh kỳ diệu của nhà vua. Ánh hào quang chói lọi xung quanh sự nghiệp vĩ đại của ngài. Nhà vua tuy lắc đầu ngán ngẩm, nhưng họ lại được tha. Còn ba người, tại sao lại không chịu đọc? Ôi trời ơi, còn không nhanh đọc đi. Ồ phải đó, họ muốn mất đầu hay sao chứ? Người đâu? Lập một dàn hỏa thiêu thật lớn cho ta. Vâng, thưa đức vua. Sao họ có thể cố chấp thế cơ chứ? Họ cứ thế thì họ bị thiêu sống là cái chắc rồi. Đây là một cơ hội cuối cùng ta ban cho các ngươi. Đọc đi, hãy đọc những bài thơ mà các ngươi sáng tác cho ta nghe. Lời nhà vua vừa dứt, một trong ba người đã tiến lên đọc bài thơ ca ngợi đức vua và nhà thơ đó được tha. Sau đó, một trong hai nhà thơ còn lại cũng tiến lên và đọc những bài thơ tốt đẹp về đức vua. Người này cũng được tha. Ôi trời ơi, xem bóng ta kìa, chỉ còn một mình. Còn ngươi vẫn nhất định không chịu đọc ư? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Hãy sáng tác ngay một bài thơ ca ngợi nhà vua đi. Nhanh, không ngươi sẽ mất đầu. Không phải đấy, nhanh đọc đi chứ. Trói hắn lại, cho lửa lớn lên cho ta. Đưa hắn lên trước dàn hỏa thiêu, trói hắn lên cột. Ta sẽ cho các ngươi thấy, ở vương quốc này, ai dám trái lệnh ta thì sẽ không bao giờ được sống yên thân. Đây là lần cuối cùng ta nhẫn nại với ngươi. Hãy đọc đi và ngươi sẽ được sống. Cho đến những giây phút cuối cùng đứng trước cái chết, nhà thơ ấy vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình thản, điềm nhiên. Người đâu? Đẩy hắn vào giàn lửa. Một người trên ngôi cao, chuyên hạ hiếp nhân dân. Trời ơi, sao hắn ta lại có thể đọc bài thơ ấy? Ngươi thằng to gan, hãy bao bao quỳ gối xin nhà vua lượng thứ và đọc ngay một bài thơ khác ca ngợi người đi. Dừng lại, dập lửa ngay cho ta. Mau. Cái gì chứ, nhà thơ chân chính ư?
Ở chuyện gì đang xảy ra vậy? Người chính là người đã sáng tác bài thơ ấy. Người chính là người đã can đảm nói lên sự thật và đứng về phía sự thật. Trên cái đất nước này, biết bao người vẫn luôn nhận là nhà thơ chân chính. Ấy vậy mà các ngươi lại run sợ trước thực tại. Ta biết không chỉ có một bài thơ kể tội ác của ta, mà có vô vàn những bài thơ, bài hát khác đang lưu truyền trong nhân gian về tội ác của ta. Vậy mà hết thảy các ngươi đều không dám thừa nhận, đều che giấu nó đi. Chỉ có một người duy nhất dám thừa nhận tất cả những điều ấy, bất chấp cả cái chết cận kề. Trên đất nước này, chỉ có duy nhất một nhà thơ này là chân chính mà thôi. Thần được tha tội ư? Ngươi hãy đứng dậy đi, và ngươi không có tội mà phải cúi đầu như thế. Lần đầu trong cuộc đời, ta thấy cảm phục một người, và người đó là ngươi. Nhà thơ chân chính, một nhà thơ chân chính. Vậy là cuối cùng, nhà vua cũng đã cảm phục trước một nhà thơ giàu lòng dũng cảm và trung thực. Kể từ đó, ông vua ấy cũng dần có sự thay đổi và bớt ngang tàn, bạo ngược hơn. Còn nhà thơ chân chính thì được khắp nơi tung hô và được dân chúng nể phục. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!